Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe scooter hai bánh. Ở đây thì em có đưa đủ các phụ tùng để làm. Các bạn có thể dùng động cơ xăng hoặc động cơ điện. Có cọc gấp đằng sau, cọc gấp đằng trước. Giảm sóc trước thôi, không có giảm sóc sau. Giảm sóc sau các bạn có thể mua thêm. Cái phần giảm sóc trước thì có thể lắp được các loại bánh đường kính là 30 cm, hoặc là cố thì có thể lắp được đường kính 35 cm. Cái phần chiều rộng của cái này là 15 cm này, tính từ tim. Ở đây thì em có bán cả cái ống bi đã tiện sẵn thì về các bạn làm hàn, chỉ hàn khung thôi. Đây là vòng bi, đây là phần cổ gấp trước, cổ gấp lái thì có chiều cao là 40. Ghi đông put lái là chiều cao là 25 thì nó sẽ ấn xuống đây vẫn khoảng 5-6 phân rồi. Đấy. Còn cái chiều rộng ghi đông này thì nó là 50 cm. Phần đường kính bánh xe thì đường kính này là đường kính 25 cm. Lốp hơi, một bên này là bánh trước thì có đĩa này và củ phanh này. Đấy. Còn bánh sau thì có nhông xích, có đĩa và bên kia là phanh. Bên này là nhông. Cái bánh này thì có chiều dày là khoảng 8-10 cm. Lốp béo dùng cũng được. Các bạn có thể thay bộ này bằng bộ bánh của thằng xe ruồi cũng có thể vừa bộ này. Đây là cái cọc gấp yên này để ngồi sau này. Cái cọc gấp này thì có chiều cao là 20-30 cm. Các bạn hàn một cái cọc xuống dưới này và sau đó các bạn đóng cái cọc này vào trong. Đấy thì chiều cao các bạn có thể chỉnh được. Còn đây là yên thể thao, yên xe thể thao đây. Thì chọn cái bộ này thì có giá từng thiết bị một, thì mình sẽ để cái bảng giá dưới video để cho các bạn tự mua cái gì tự tính toán. Và mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ qua cái số điện thoại này. Em là Nam ở Thái Bình, số điện thoại 0983818955. Đấy, phụ tùng rất là đầy đủ. Cái bộ này thì nó có nhiều biến thể khác nhau lắm, các bạn có thể tùy chọn nhiều cái loại bánh khác. Bánh có đường kính 20, 25, 30, 35. Bánh hẹp, bánh rộng, đường kính bản mỏng, bản dày. Đấy. Thì tùy chọn. Video thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.